Hello, em đang quay cái bầy cá đĩa bông xanh nha. Bầy cá đĩa bông xanh, cái bầy này á, là đang là size 67. Mà bông xanh thì em đang có là size 67, 8, 9, 10, 11 nha. Mấy bé này đang ăn cục tim bò đông lạnh nha cả nhà. Bên em có sẵn nha, tim bò đông tổng hợp, kích vàng và kích đỏ. Ngoài ra cá đĩa bông xanh á, thì em đang có size sẵn là size 67 là dành cho các bác tập chơi. Thóc rất là mềm luôn. Có cả size 89 nha. Và bác nào muốn size to á, thì hồ mình lớn á, thì mình mua những cái size lớn như là size 10, 11. Size bên em là không có tính đuôi nha. Tiếp theo đây là hồ cá đĩa bồ câu đỏ nha cả nhà. Cá đĩa bồ câu đỏ hay là gọi là Red Pigeon đó, tên tiếng Anh á. Mình có thể lên Google search và nó ra cái loại cá đĩa này như vậy. Hàng cá đĩa bồ câu đỏ thì cực kỳ là phổ biến như cả nhà, hầu như ai tập chơi cũng đều mua cái màu này.